một người ở thành phố Sóc Trăng, một người ở huyện Châu Thành kế bên. Nhưng Sơn Huỳnh Chí và Sơn Minh Thái đã gắn bó với nhau từ nhỏ. Tình bạn ấy càng thêm bền chặt khi cả hai quyết theo nghiệp bóng chuyền và đang cùng ăn tập tại câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Tại cũng đam mê từ nhỏ nên bởi vì mới theo nghề bóng chuyền. Trước khi em vào gia đình cũng khó khăn bởi vì gia đình nên em theo bóng chuyền để phụ giúp gia đình. Trên sân, Chí và Thái vừa là đồng đội, vừa là tấm gương để cùng nhau phấn đấu. Còn ở cuộc sống bên ngoài, cả hai là bạn cùng phòng và cũng chẳng khác gì những người anh em. Hồi mới lên thì không quen biết ai thì hai người cũng chia sẻ này kia cũng đỡ buồn hơn. Tại đi xa thì ở với nhau lúc nào cũng vận động viên nhau để cố gắng tập luyện và đi theo mấy anh lớn để phấn đấu lên đỉnh cao. 2019 là một năm đặc biệt với cả Chí và Thái khi lần đầu tiên cả hai được đôn lên đội 1 để chuẩn bị cho giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Lúc đầu mới lên cũng tâm lý lắm, nhưng mà nhờ mấy anh với lại thầy động viên rồi mình dần dần cũng quen. Mục tiêu là em sẽ cố gắng phấn đấu để vững được vô đội hình chính. Những thách thức không nhỏ đang chờ đợi hai chàng trai trẻ tới từ Sóc Trăng, nhưng khó khăn tôi luyện ý chí, sự dìu dắt của ban huấn luyện, của những đàn anh cùng tình bạn sẽ là động lực để Sơn Huỳnh Chí và Sơn Minh Thái chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp của mình.